Các cậu định làm gì hả? Tụi tôi chỉ tính đập con chuột thôi mà. Đừng, đừng đụng vào. Các cậu có biết nó là một người bạn của tôi hay không? Ông Phương à, cái điểm tích cực duy nhất của cái phòng này mà tôi muốn ở ông á, đó chính là phong cảnh làm tôi rất nhớ đến cái miền quê của tôi. Tôi nhớ những buổi chiều mưa. Hay, lúc đó mưa nó ngập lên á, cái chuột trong đồng chạy ra làm cho tôi... Ê! Ê! Con chuột! Bắt được cái chân rồi! Dừng tay lại! À, ông Phương! Các cậu định làm gì hả? Tụi tôi chỉ tính đập con chuột thôi mà. Đừng, đừng đụng vào. Các cậu có biết nó là một người bạn của tôi hay không? Từ lúc Tha Phương cầu thật đặt chân lên cái đất Sài Gòn này, tôi đâu có bạn bè, đâu có người thân đâu. Chỉ có con chuột này là làm bạn với tôi. Hằng ngày chúng tôi chơi đùa với nhau, tôi còn cho nó ăn nữa. Niềm vui của tôi là được thấy mỗi ngày nó lớn lên.